Thì cái này đó để nói để mấy bạn hình dung ha. Cái bức tranh này đó thì do một cái người họa sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam, cô tên là Nguyễn Thị Tâm, hay còn gọi là cô Tâm Sen đó, cô chuyên vẽ tranh sen. Mà cô là người theo đạo Công giáo thuần thành đó, mà cô là người Việt Nam duy nhất có tranh sen ở trong tòa thánh Vatican của Ý. Cái bức tranh sen này là 2.700 đô la Mỹ, toàn bộ cánh sen đó là nhuộm bằng vàng lá thật hết, là vàng thật hết. Thì cô đi một chuyến Ấn Độ với thầy và cô về cô vẽ bức tranh xong cô tặng cho thầy luôn. Và rất hay là cái bức tranh này nó trùng với lại cái khung, lúc đầu là nó dư hai cái mảng nó ra, các em thấy không, thành ra phải làm cái khung cho nó bự, cho nó bít lại cái đó. Thì cái tượng này đó là được làm bằng sáp cùng chất liệu này, đàn cầy á, biết đàn cầy không, thì cái da như kiểu da mình học. Cái tượng sáp này đó là được làm ở tại Bangkok, Thái Lan, do hoàng gia của Thái đó. Có chùa hoàng gia của Thái để làm cái tượng sáp này. Và toàn bộ cái y của Đức Phật là lấy từ cái y ở nơi Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tấm y mà đắp trên cái tượng của Đức Phật ấy ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và xung quanh á, ở dưới này đó là có tượng của các cái nước, tượng Phật của các nước. Ở tại văn phòng thầy có 37 nước, tượng của 37 nước. Thì ở đây khoảng hơn 100 tượng thôi. Ở nhà thầy còn nhiều lắm, nhà thầy còn dài trăm tượng như vậy nữa. Cũng có một cái phòng như vậy đó để trưng bày, để trang trí hết những cái tượng này. Ví dụ như cái tượng ở trên cùng này đó là cho của Miến Điện, trong cái tư thế gọi là tiếp độ. Đức Phật đưa hai cái tay ra bên ngoài tiếp độ. Thì cái tượng này là theo cái phong cách của Phật giáo Miến Điện. Trong khi đó cái tượng bên dưới này đó là của Hà Lan. Các bạn nhìn cái khuôn mặt của cái tượng đó rất Tây, giống như Âu Châu, người phương Tây là bị tạc ở bên châu Âu, ở ngay tại Hà Lan. Lúc ở tại Amsterdam thì thỉnh được cái pho tượng này. Và bên dưới này đó là cái pho tượng Phật cổ ở trong một cái ngôi chùa ở Mandalay, có cái tuổi khoảng 120 tuổi rồi, cái tượng ở bên dưới này. Và các bạn thấy rất lạ, cái tượng này là trôi trên cái sông, rồi cái chùa nó dớt vô, và trong chùa đó họ để, và sau đó nó bị thất lạc, nó đem ra ngoài nó bán, thì có thỉnh được cái tượng này. Rồi phía trên này là của Thái Lan, ở tại cái Phật giáo Buddhamonthon, tức là trung tâm Phật giáo thế giới. Cái biểu tượng từ trên cung trời Đao Lợi mà Đức Phật đi xuống. Các bạn nhớ lúc đó Đức Phật kiết cái tay, học cái bài học đầu tiên đó, là biểu thị cho sự hòa bình, không có sự tranh cãi, không có sự mà đánh nhau, không có sự chém giết. Vì khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp thì những người đệ tử của Phật là tranh cãi với nhau. Thành ra Phật giáo Thái Lan chọn cái khuôn tượng, cái biểu tượng của cái tượng Phật này làm cái biểu tượng Phật hòa bình của thế giới, ở ngay tại trung tâm Bangkok đó, trung tâm hội nghị Buddhamonthon Phật giáo lớn nhất thế giới. Đó là ở nơi đó là cái thiền đường tiếp nhận 1 triệu người ngồi thiền một lúc, thiền đường vĩ đại lắm. Ở dưới này là cái tượng Phật của Sri Lanka, theo cái phong cách của Sri Lanka mà cũng làm bằng chất liệu là sáp, tức là bằng cái đàn cầy đó, sau đó họ sơn thêm một cái lớp sơn để bảo vệ cái lớp sáp đó bên ngoài. Vì cái tượng Sri Lanka này đó là ở bên trong nó có cái xá lợi của Phật ở trong đó. Rồi bên dưới này là cái toàn bộ cái tượng này là vàng lá dán vô hết đấy. Cái tượng này là của Miến Điện. Đấy, của Miến Điện. Còn 6 cái tượng nhỏ bên dưới này là bằng poly trâm á, từ bên Thái Lan, và một số tượng của Trung Quốc. Đấy, của Trung Quốc đem qua. Thành ra cái này đó là cái chỗ, cái phòng này đó là cái phòng thờ. Cái phòng họp đoàn khi mà khách họ đi tour đó, khi trước khi họ đi một cái tour Ấn Độ, đi Tây Tạng hay bất cứ một cái tour nào, họ sẽ đến đây để họp. Thì mình sẽ có cái màn hình như trên lớp các bạn thấy đó, sẽ chiếu trước những cái hình ảnh, những cái đoạn phim mà họ sẽ được đi, họ sẽ được đến đó. Và xung quanh ở đây đó là tất cả như cái kiểu này là của phong cách thiền của Nhật Bản, theo phòng thiền của Nhật Bản. Hai bên đây nó có hai cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh và Đại Bi được viết bằng tiếng Việt. Các bạn nhìn vô thì tưởng bằng tiếng Phạn đúng không? Dạ. Nhưng mà thực ra đó là toàn bộ chữ Việt hết. Đây là chữ Việt Nam hết, nhưng mà viết theo phong cách của tiếng Việt, rất là đặc trưng. Rồi cái họa sĩ mà để vẽ, đi viết lên cái này đó cả tháng trời đấy, để vẽ lên và dùng cái cát để in phun trực tiếp lên trên kiến, theo cái công nghệ của Đài Loan để mình làm những cái bức Bát Nhã Tâm Kinh với lại Đại Bi. Và đây nó có hai cái bức Tara, tức là hai giọt nước mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong hai cái bức Tara này là có chữ ký sống của Ngài Kapma Ba,
Cặp ba ba thứ 17 đó, thứ 17 tức là cái vị đại bảo pháp luân mà chuyển thế đời thứ 17. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là ngài có ký tặng trong hai cái bức tranh. Còn bên kia thì có một số những cái tranh của Phật giáo Tây Tạng. Ví dụ như là tranh của Đức Phật Diệu Sư và tranh của Đức Phật. Quay nhà tự thôi để nó đúng rồi. Quay nhà nó lại. Được chưa? Cái phòng này là chỉ để họp mà mấy cái bạn nhân viên ở bên dưới đó, bữa nay nó nghĩ nó về quê bớt ở trường, thì trước khi nó lên nó đi làm nó lên trên phòng này ngồi thiền và niệm Phật khoảng 10 phút trước khi xuống dưới để làm hàng ngày công việc ở đây là như vậy. Và rất là thoải mái, các bạn ở lên ngồi thiền khoảng 10-15 phút sau đó xuống làm việc. Vì mình chuyên về cái sản phẩm về du lịch hành hương tâm linh đến các nước du lịch quốc tế, đến các nước còn nội địa cũng có nhưng mà rất ít, chưa có phát triển, chưa có khai thác mạnh về nội địa. Vậy trong đây nó có cái xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni mà lúc tụng kinh ở tại cái cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng. Xá lợi từ trên cây Bồ Đề nó rớt xuống cái y của nhà sư Thái Lan, của vị vua sải của Thái Lan. Của vị vua sải Thái Lan đó lúc đi qua Việt Nam, thăm Việt Nam, có đến văn phòng của thầy thăm và ông có đem tới vài viên đó ông tặng. Thầy bỏ lên cái tháp ở trong đây cho thầy thờ. Thì một lát nữa các bạn đi ra ngoài thì sẽ cho xem xá lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni và xá lợi của các vị thánh đệ tử của Phật. Tất cả những xá lợi đó đều có nguồn gốc, đều có cái xuất xứ từ đâu và cái nguồn gốc nó như thế nào. Ở trên đây nó cũng có cái xá lợi xương của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái xá lợi xương này đó là nó có nhiều cái mẫu đó, nhiều cái mẫu lớn, mẫu nhỏ. Thành ra mỗi một cái trang trí, cái bài trí đó là đặc biệt. Như các bạn thấy cái tượng này không? Tượng này là của Việt Nam. Bạn Văn Thùng. Đúng không? Thành cái cây kiếm này. Bài kiếm bỏ xe này có cái gì? Cái bài kinh Bát Nhã. Cái thị người làm là lâu hàng ngày đó, kiếm lên phía tao nó rớt dãy cái này mất. Dãy cái cây này mất. Thầy sẽ kiếm đồ để nó từ. Còn cái này đó là tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm và tự tại. Các bạn biết làm gì không? Đấy. Đây là gỗ hương chương, một cái loại gỗ trầm cực quý của Trung Quốc. Các bạn tới đây, các bạn hãy thơm như cái cục trầm vậy. Trời thơm ghê luôn. Trầm hương vậy. Không. Đây là gỗ ha. Đây là gỗ hương chương. Nhiều gỗ trầm hả thầy? Hương chương. Thơm gỗ trầm. Nhưng mà nó ấy xong nó phơm màu lên thầy. Dạ. Các bạn thấy đây là Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi trong tư thế gì? Rất là tự tại. Trầm hương chương. Trầm hương chương đấy. Bằng gỗ. Ai vô tưởng cũng bằng gì? Thật cao. Không, cái này là toàn bộ là sét hết. Thì cái bà tâm đó bà đi có tay trong lớp rồi. Cái đó cái huy hiệu đó, để xài cái huy hiệu. Thầy cho con này cái xá lợi. Thì mình không cái tay được. Được chưa? Thầy cái hình này là hình Đức Đạt Ma thứ 14 đúng không thầy? Đức Đạt Ma thứ 14. Là ngài là cái vị lãnh đạo cả tâm linh nha. Cho Phật giáo Tây Tạng, thầy cho coi lại cái phần composite. Các bạn đi ra cái phòng ở bên ngoài này, thầy sẽ cho xem.